Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp cả trên thế giới cũng như trong nước, thì công tác kiểm soát dịch bệnh ở các cửa khẩu tiếp tục là vấn đề được ưu tiên, nhất là dịp cao điểm gần Tết Nguyên đán Tân Sửu. Bài toán kiểm soát dịch tốt, phòng chống dịch hiệu quả, song vẫn đảm bảo vấn đề giao thương hàng hóa đã được Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn, lực lượng liên ngành trong nước giải quyết hiệu quả. Thời gian gần đây, cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai đã áp dụng phương thức cố định người, không cố định xe. Tức là mỗi bên cửa khẩu đều thành lập riêng một đội ngũ lái xe dịch vụ cố định và đội xe này chỉ thực hiện trung chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu. Tại khu vực cửa khẩu có một điểm quy định đổi người điều khiển phương tiện giữa hai bên mà không cần làm thủ tục nhập cảnh cho lái xe như trước. Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng đánh giá rất cao về cái phương án là thay đổi lái xe trong khu vực cách ly của Bộ đội Biên phòng. Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã hỗ trợ thực hiện các thủ tục thông quan rất nhanh, giúp lái xe chúng tôi có thể trở về trong ngày, không phải nhập cảnh cách ly, đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm cho chúng tôi. Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đã thường xuyên cập nhật tình hình, trao đổi với phía lực lượng biên phòng nước bạn và đi đến thống nhất áp dụng phương thức cố định người, không cố định xe để tháo gỡ những vướng mắc rào cản. Chúng tôi đã có xây dựng sẵn sàng cái phương án để điều tiết các phương tiện để vào được tham gia hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành, phối hợp chặt chẽ với lại các lực lượng của bạn để tăng cường cái công tác hợp tác giữa hai bên, trao đổi để giải quyết mọi cái vấn đề nó liên quan đến cái công tác xuất nhập khẩu. Dịp Tết, nhu cầu hàng hóa thông quan tăng vọt, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu này có trên 750 xe tham gia xuất nhập cảnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng liên ngành tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức các kiếp trực luân phiên ứng trực đảm bảo tốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với tuyên truyền phòng chống dịch. Xác định dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng vẫn phải đảm bảo song hành hai nhiệm vụ kép là phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở bất cứ trạm tổ nào theo chức năng nhiệm vụ cũng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình, trở thành những chốt chặn tin cậy trong phòng chống dịch để nội biên yên tâm đón Tết.